pro tung ao ta lu pu no mọ đặng nãy tới mọ đó tung đó mấy lu pu nó ô ba pre motor chôn ba ba hà này cứ chi rốt chôn bọ có na pre motor chôn bọc rẹ yọ tại mọ đó ba cứ slap chumnuon 5 nẹ ba pre motor chôn hay rbu thun 3 nẹ tung ao 8 nẹ ba pre motor chôn ba pre motor jeung đai cũng pung ta tam đan tosna chui share po rom bin ni mọ bụi ba bike tik tik ơi ba pre motor chôn ba ba hay cũng pung me cap chap a tha mọ tên pốt chi rốt thốt mên tên ba cứ sop cứ ban slap nư bên khâu tua tam đom pre motor chun đại là tam đại khâu bà tam khâu mà rồi đáp nơi nông hùm đốn hùm của pung swai sọc tiên swai khát cẩn đa pre motor chun bà put chi run thốt mình tên hay bỏ rồi miếng bạch thom đại dương tụ ban cứ rồi yun thôn tra po cờ hôm đi bà bục ria bà mà tô chun rong kru bà mà đa lôi miền nhẹ slap chúng luôn pram nhẹ nâng nhẹ rồi buồn thôn chúng luôn bay nhẹ đại dương tụ po rồi miền bà thom chung với bị tăng cái lại cả hai ô bà pre motor chun sập mưa lên rồi bà hay mưa yun mà pre motor chun này mình đang thay là bươn một má là ru ô mà tô nó mới lên vô lấy bà đi một tổ chôn bà một tô nơi kháng cao một chôn cực tích bà dưới khơi nha bà đi một tổ chôn này bà nó cứ một tô bà đi một chôn là kháng cao một chôn tô tem đó đại ở một tô giờ tôi đang thả một tô mãi bộ mưa lên vô lấy bà đi một tổ chôn bà cứ mưa lên vô lấy hồi này cứ rồi chôn bà thôn tra bà đại bà bục rẽ na bà đi một tổ chôn bà này nơi đi tăng lại cả hai đi phong đài bà hơi cứ xong bà cứ mà tô chùm nút buôn kướng bà mà tô chùm nút buôn kướng giờ toàn đang thanh ở cái lái nạc lái phù tha khơi chặt bên nâng tay mà đón bà tiền sập bà đại ở ban slap bà cứ giờ tu pon mà thao man mà cứ pram nè bà cứ nơi huyết bị kia tầng o bà bình một chân mà đang thắp bạc bò không được bươn tập panna bình một chân bà đại vẫn đa loi min một nút slap chia ra chẳng đi bà bình một chân slap chia ra chẳng đi đại ở giờ khơi nhá bà cứ mưa từ tập phía bớt bốc ra mà tô rút bạn bốc lao mà bốc nâng ở một cô lên nơi chúng nó đi tăng cả lại cả hai đi bà vẫn đa loi rồi buộc ở thôn bay nè bà cứ slap ở chúng luôn pram nè đại giờ tụ ban mà bình một chân mà slap bắt bong chỉ vớt nơi chúng nó đi tăng cả lại cả hai bà bạn cần sọc kim xoay khát cả đáp tôi tại đâu mà primo dương chui xe po mini form nằm bay thua cả xoay rồi sạch nhiệm đăng thang ở con trai nè nè này khá là primo tôi chôn phố slap ở pin nâng tam đông primo chôn bom mình cần nát bao chui ở crop sập quân phố bom ông sạch nhiệm bà con bà được khơi mà tàu nó khẳng cao mà rút cho nó mũi tiếp bà cứ tích mơ lên chỗ đang thả mà tàu mà ấy thế bà được khơi nhé nơi chúng nó chỉ tăng cả lại cả hai này phong đai primo tôi chôn bà dương khơi này bà rút cho thôn trá bà เออโดนโทษนะบอมโอนยังมันนั่งทำบอมโอนเนี่ยนะในคล้ายบ้างคือสลับเป็นหนึ่งตามโดนเป็นมือตัวชนพลอยมร้อยดอมในขนมพุงโดนคมกับปุ่งสไวส์สก็อตเกนสไวส์ขาดกันดาเป็นมือตัวชนชูใจดับเลยปัวดับบินนี่แบบมวยยิ่งเคยท่าเอามาโตนั่นก็บานจัดใจเป็นหนึ่งตัวแต้มโดนอันนี้คือสละเลยบางสละเลยมาโตนี่บ้างคือจัดเป็นหนึ่งแต้มโดนอันนี้สละเลยบางกันดาลมวยเอบีกลายสับใบดับผมมวยกันดาลมวยเอบีกลายสับใบดับผมมวยบางจัดเป็นหนึ่งให้บอมโอนยังมันนั่งทำโตมาไอ้ที
ราถึงอ๋อก็มินิรีได้ละปุ้งเฮ้ยไปจะอดเหนียนเลยอดมินิรีละปุ้งเนาะปุ้งแบบจังเพลินเฮ้ยเนี่ยเราปุ้งใบเนี่ยนั่งมินมือใส่ในขนมนี่ละปุ้งโดยอดเหนียนดัดมินมือใส่ละปุ้งเนาะให้มาโตจำนวนประมาณครึ่งละปุ้งเฮ้ยตอนดังแดดตอนดังละปุ้งเนาะจังสับถึงอ๋อนั่งมินกรมกุศลบอกกวนนั่งมันมาดอตีตังกับหลายกระทัดคลานนั่งละปุ้งมินนี่ละปุ้งเนาะจังไห้เลือดทางมันยังคือปอมอยู่ทำอะไรอยู่ตัวบ้านมั่งปูเลือดทางรถยนต์ทนตราปูกับห้องปกเรียลปูเนาะบ้าโอ้นี่คือภูมิไม่ได้ปูภูมิเปรตดงภูมิเปรตดงคมกับภูมิสวายสระเกียนสวายขัดกันดาลปูเนาะบ่าวคนฉันมาบ่าวเปรตมุจมาคือโอ้มาเนี่ยนุ่งล้างปีเนี่ยในแก้วแบบเนี่ยโอ้สลับระบบทุ่งนั่งไงก็มาเนี่ยที่โยตะเป็นต้องรวมด้วยจำผมใบเนี่ยสลับผมเปิลเลยแล้วยังตัวปอมโอ้แล้วคือสลับดาวผมเปิลเนี่ยเป็นมอเตอร์ชนในขนมรถยนต์สังครูนั่งปีเนี่ยเตี้ยบ่าไฮรบุทุกคนตระบาลมาจูนเตอร์มาตีเป็ดนั่งคือในมันเนี่ยเตี้ยบ่ายังคือสังคมติดมันเต็มมาตามการบัญชีปีบอมโอมเชียบรอดนะเป็นมอเตอร์ชนในจังหวัดติดตังกับหลายกระทายในพงนาอย่างไรนี่คือสมัติกันในจังหวัดติดตังกับหลายกระทายไทยกรมกุศลสัญญาสอบในมวยบางมาตอนในจังหวัดติดตังกับหลายกระทายบ่าเป็นมอเตอร์ยังบ่ายังเคยไงบ่าอันนี้คือจิมมัตโตมาเตรียมซองได้เป็นสละเลขบัตรกันดาลมุยเอมุยเอฟห้าสิบประมุยเก้าสิบปีบัตรกันดาลมุยเอฟห้าสิบประมุยเก้าสิบปีสัตว์แต่เชื่อมตัวตามต้นในจิมมัตโตจิตตังกันไรกันให้มามือ
អូមឲ្យជួបសពបាទប្រិមត្តជនបាទកណ្ដាលជួបនឹងអាចមានការប្លុកបាទគឺកំពុងមានការផ្ចាក់ផ្ការខ្លាំងមែនទែនជួយ share ផងបងប្អូនយើងបានមិនដឹងថាបងប្អូនអ្នកណាខ្លះនោះទេបាទជួយ share យកតបនប្រិមត្តជនហើយនោះគឺគាត់កំពុងតែអង្គុយទៅហោយំបាទនៅខាងក្រុមមុខបងស្រីខាងលើនេះបាទដែលគាត់មានប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់ប្អូនប្រុសចដូនមួយម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នេះហើយក៏យើងចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទដែលបានជួបឧបទ្វហេតុដ៏រន្ធត់មួយហ្នឹងណាប្រិយមតូជនបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ស្លាកលេខម៉ូតូសិននេះបាទមកជប់សាប់បាទអូសត្វតែឈាមបាទប្រិយមតូជនដឹងអូផ្លាកលេខផ្លាកលេខបាទជាចាប់ទៅដល់នោះហើយបាទក្រោមនៅក្រោមអូនៅក្រោមម៉ូតូយើងអត់នេះបានម៉ូតូអាក្រូនុករនេពេលហ្នឹងបានមកមានម៉ូតូត្រឹមសងបាក់បូមបាក់អីផងមិនដឹងថារថយន្តធុនត្រានឹងបើកលបឿនប្រមាណទេប្រិយមតូជនបានបុករះម៉ូតូជនរងគ្រោះមិនដាល់ឲ្យស្លាប់ដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមគឺ7នាក់បាទគឺសង្គ្រោះហ្នឹងគឺម្នាក់បាននៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែសង្ឃឹមតិចមែនតើណាប្រិយមតូជនដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺសិតតាជាបរិសុទ្ធតាមការបញ្ជាក់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលយើងទទួលបានដែលគាត់នៅចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺនៅភូមិកំពង់ដងស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទប្រិយមតូជនដែលនៅតាមបដោយផ្លូវ110ណាបាទហើយគឺយើងឃើញក្រុមគ្រួសារបានមកដល់នៅចំណុចកាត់ហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាជួនរងគ្រោះបាទទាំងអស់គ្នាដែលបានស្លាប់នឹងគឺគាត់បើកបោធ្វើដំណើរចេញពីណាទៅណាបាទអនុទេបានមកដាល់ឲ្យមានរថយន្តបង្កដែលប្រភេទរថយន្តធុនត្រាពណ៌ក្រហមដែលបានបុករះបានមកដាល់ឲ្យស្លាប់ចំនួន7នាក់ដែលយើងទទួលព័ត៌មានបឋមនិងម្នាក់ទៀតកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យព្រៃមន្តជនជួយសារព័ត៌មាននេះហើយយើងឃើញហើយម៉ូតូម៉ាកត្រឹមសងសេរីឆ្នាំ2016ពណ៌ខ្មៅយើងអត់ទាន់ដឹងថាស្លាកលេខនៅឯណាទេបាទព្រៃមន្តជនមកគឺដាច់ស្លាកលេខបាក់បូមគឺមើលឡើងយល់ហើយម៉ូតូគឺនៅពេញផ្លូវតែម្ដងហើយយើងឃើញបាទគឺសពបាទគឺខ្ចាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយមែនតើបាទពុតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនតើប្រិយមិត្តជនហើយជុំវិញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះក៏មានវត្តមានសមាជិកមូលដ្ឋានក៏បានចុះមកដល់នៅចំណុចកើតហេតុហើយក៏មានបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុចោមរួមមើលដែរណាប្រិយមិត្តជនមិនដឹងថាកូនអ្នកណាអ្នកណីខ្លះទេបាទហើយគ្រួសារខ្លះគ្រួសារសពខ្លះក៏បានមកដល់នៅចំណុចកើតហេតុគ្រួសារសពខ្លះក៏អត់ទាន់បានមកដឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើការបញ្ជាក់នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនណាដែលរស់នៅម្ដុំនេះបាទបាត់បង់នៅសាច់អត់ឃើញសាច់ញាតិអីទៅទៀតអីអាចមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីពិនិត្យមើលបានព្រោះថាយើងអត់បញ្ជាក់មកផ្លាកលេខក៏អត់មានអត្តសញ្ញាណក៏អត់មានដែរព្រោះដាច់នឹងខ្ចាត់ខ្ចាយទៅដល់ណាអស់ទេប្រិមត្តជនហើយប្រភេទម៉ូតូហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺម៉ូតូត្រឹមសងផងដែរបាទចំនួន3-4គ្រឿងហើយហើយសពនៅកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរប្រិមត្តជនជួយសារទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទណាប្រិមត្តជនដែលនៅឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលរបស់ប្រិមត្តជនបាទប្រិមត្តដែរកំពុងតែតាមដានទស្សនាជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផងហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតកង់រថយន្តបាទដែលបើករថយន្តធុនត្រាដែលជារថយន្តបង្កហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងអត់ទាន់ដឹងថាសមត្ថកិច្ចគាត់បានហើយឬនៅក៏យើងអត់ទាន់ដឹងមើលសាកសួរសមត្ថកិច្ចលោកពូតកង់រថយន្តគាត់បានណាលោកពូគាត់បានរត់បានបាទរត់បានរត់បានទេលពូណោះអូចឹងបាទបាទព្រមទទួលជន់បាទហើយលោកពូតាមការបញ្ជាក់ពីលោកពូសមត្ថកិច្ចគឺកងរថយន្តយល់អត់ទាន់ដឹងថាបរោះគឺជានារីទេបាទគឺធ្វើការរត់បាត់ហើយនេះកាមេរ៉ាជួយបញ្ជាក់ស្លាកលេខតិចបាទយើងបញ្ជាក់ស្លាកលេខនេះផងដែរបាទបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់បានឃើញផ្លាកលេខនេះហើយចូលមកដល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផងណាព្រមទទួលជន់បាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាផ្លាកលេខនេះគឺជាម៉ូតូផ្លាកលេខម៉ូតូណាមួយទេដែលមានស្លាកលេខកណ្ដាល1AB9316កណ្ដាល1AB9316ព្រោះយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះជាជំហានដំបូងដើម្បីធ្វើការស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់គាត់ព្រោះថាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏មានអ្នកស្លាប់ដល់ចំនួនទៅ7នាក់ដែលយកទទួលពន្ធបឋមនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺចំនួន5នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលបានស្លាប់នោះគឺចំនួន2នាក់ទៀតនិងរងរបួសធ្ងន់ដែលកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺម្នាក់ទៀតបាទប្រិមត្តច្បាស់គឺស្លាប់ដែលពពន្ធមានបឋមគឺ7នាក់អ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់គឺទាំងអស់8នាក់ប្រិមត្តជនហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរចេញពីណាមកដែរហើយក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តធុនត្រាបាទដែលគាត់មិនដឹងថាគាត់បើកបរក្នុងស្ថានភាពបែបណាស្រវឹងឬក៏យ៉ាងណាបានបណ្ដាលឲ្យបុករះមានអ្នកស្លាប់ច្រើនយ៉ាងនេះប្រិមត្តជនមានអ្នកស្លាប់ច្រើនយ៉ាងនេះដែលនៅតាមដោយផ្លូវ110បាទនៅភូមិកំពង់ដងស្រុកឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទប្រិមត្តច្បាស់គឺខួរខ្ទាតពេញផ្លូវតែម្ដងបាទពិតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនបាទបាទ
អូបាទព្រះមន្តជិបាដែលស្លាប់នឹងគឺប្រុសទាំងអស់បាទព្រះមន្តជិបាគឺប្រុសទាំងអស់បាទគឺបុរសទាំងអស់ដែលសាក់សពណានោះនៅនោះទៀតបាទព្រះមន្តជិបាក្រុមកោសាបានមកដល់ខ្លះហើយបាទព្រះមន្តជិបាពុតជារន្ធត់មែនទែនហើយក៏ចូលរួមរំលែកទុកផងណាអូមើលបាទនេះលាក្បាលព្រះមន្តជិបាអូខ្ចាត់ពេញផ្លូវតែម្ដងព្រះមន្តជិបាអើយបាទមកចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទព្រះមន្តជិបាយើងឃើញនេះបាទព្រះមន្តជិបាអរជួយសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តហើយនេះគឺជារថយន្តបង្កដែលប្រភេទរថយន្ត TUNDRA ពណ៌ក្រហមដែល Toyota TUNDRA ពណ៌ក្រហមដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BM 4386បាទភ្នំពេញ 2BM 4386ដែលជារថយន្តបង្កបាទបានបុករះម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន7នាក់រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់អ្នកស្លាប់7នាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបរិះទាំងអស់ព្រះមន្តជនជួយ share ព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកឲ្យដឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានបាត់សមាជិកណាព្រះមន្តជនបាទព្រោះនៅទីតាំងដែលកើតហេតុនេះគឺច្រើនណាបាទព្រះមន្តជនបាទគឺខ្ទាតពេញផ្លូវតែម្ដងសពពុតជារន្ធត់បាទបាទអូរលាក្បាលនេះណាណៃខ្លះបាទព្រះមន្តជនបាទចាត់ពេញផ្លូវតែម្ដងព្រមិត្តយើងមកនេះបាទជួយសៀទាំងអស់គ្នាព្រមិត្តជនបាទហើយយើងទៅមើលក្នុងរថយន្តបាទបាទព្រមិត្តជនបាទក្នុងល្បឿនលឿនមែនតើតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះគឺកង់ម៉ូតូណាព្រមិត្តជនកង់ម៉ូតូមកខ្ចាត់ខ្ចាយពីនឹងអស់ហើយព្រមិត្តជនមើលលែងយល់ហើយដឹងថាកូនចៅអ្នកណាខ្លះទេបាទព្រមិត្តជនដែលបានស្លាប់នេះបាទហើយនេះគឺមានខ្នាយសត្វតែខ្នាយសត្វអីព្រមិត្តជនបាទក្នុងរថយន្តនេះបែកពងសវត្ថភាពពេញរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទមិនដឹងថាល្បឿននឹងបើកប៉ុណ្ណាបាទព្រមិត្តជនបានដាល់ឲ្យស្លាប់ចំនួន7នាក់ដែលជាបុរសដែលក្មេងខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅចំណុចតាំងកន្លែងកើតហេតុដោយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរថយន្ត TUNDRA បង្កបុករះម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន7នាក់ដែលពលរដ្ឋបឋមដែលយើងទូបានស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺ5នាក់ដែលជាបុរសនិង2នាក់ទៀតបាទដែល2នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទប្រិមត្តជនអូអានៅខាងក្នុងទៀតបាទប្រិមត្តជនមកអូនេះបាទឥឡូវមានបងប្រុសមកម្នាក់ទៀតហើយបាទយើងអត់ដឹងថាគាត់ស្គាល់ដែរឬអត់ទេបាទគាត់មកមើលហើយប៉ាមើលបងហើយអាចមើលបានមកអូពួកគាត់គាត់ពួករបស់គាត់មែនអូបាទប្រិមត្តជនបាទគុំដាក់ឲ្យចំបាទបងបាយគាត់ថាពួកអូបងប្អូនគាត់បាទចូលរួមសោកស្ដាយផងបងបាទបងគាត់បងគាត់មានទេអីមានពេលអាសរទេដែលផ្លោមចូលទៅក្នុងយកអត់ដឹងច្បាស់បងប្អូនប្រិមិត្តប្រិមិត្តយើងបាទតាំងទឹកទៅគេតែមែនទេដាក់លើហ៎បងអូខ្លាញ់យើងអាចមើលថាមើលភិនភាកក្បាលគាត់ស្គាល់បែបមកគាត់មើលបងបងបែបមកគាត់មើលឆ្ងាយណាស់បាទឆ្ងាយណាស់កន្លែងនេះឆ្ងាយណាស់ស្លាប់7នាក់បងប្អូនណាស្លាប់7របួសធ្ងន់មួយបាទបងប្អូនយើងក្រោយមកព្រោះបាទមើលក៏បងមើលឥឡូវបងមើលមកសិនបងប្អូនបាទគាត់មកដល់គឺរន្ធត់ខ្លាំងរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងហើយបាទព្រះមន្តជនថាគឺរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនយើងអត់ដឹងថានេះពិតជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់មែនដែរឬអត់បាទគឺបងប្រុសម្នាក់ដែលបានមកទៅហោយំដោយគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ពុតជារន្ធត់មែនទែនបាទគឺខ្ញុំលើកទី1ដែលបានជួបបាទគឺស្លាប់ដល់7នាក់ដែលគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមពយោព័ត៌មានមកបាទគឺរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនណាព្រះមន្តជនបាទគឺសពមិនមែននៅមកកន្លែងទេគឺខ្ចាត់ខ្ចាយពេញនឹងបាទព្រះមន្តជនបាទពុតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនដែលនៅភូមិកំពង់ស្វាយភូមិកំពង់ដងបាទឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលផ្លូវលេខ110បាទព្រះមន្តជនបាទដែលប្រភេទរថយន្ត TUNDRA បង្កនៅខាងមុខខ្ញុំបាទនេះព្រះមន្តជនបាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងបាទបាទឃុំកំពង់ដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទព្រះមន្តជនបាទអត់មើលសោះអត់មើលសិនទេជុកយកទីសិនណាឥឡូវអាស្មាត់កិច្ចគាត់ទីសាប់លើកេកមកបងមើលពេតឲ្យពេតមកជួយតិចមកស្មាត់កិច្ចក៏បានណាមើលហៅពេតហៅពេតណាបងពេតពេតសពពេតហ៊ានពេតហ៊ានពេតក៏មានសោមដៃអូបាទព្រះមន្តជនបុកព្រះនេះខ្លាំងមែនទែនណាព្រះមន្តជនបាទដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាបាទគឺបុកព្រះនឹងគឺខ្លាំងមែនទែនព្រះមន្តជនពុតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនដែលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កដោយរថយន្ត TUNDRA ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថា
អ្នកបើកបររថយន្ត TUNDRA គឺជានារីឬក៏បុរសទេហើយមិនដឹងថាលម្អឿនប្រព័ន្ធណាបុករះយុវជនចំនួន8នាក់បាទគឺស្លាប់ចំនួន7នាក់ដែលយើងទទួលព័ត៌មានថំស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺចំនួន5នាក់និងឯមន្ទីរពេទ្យចំនួន2នាក់និងកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺម្នាក់ដែលម៉ូតូត្រីមសងចំនួន4គ្រឿងត្រូវបានខ្ទេចបាទនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នេះគឺនៅតាមផ្លូវលេខ110នៅក្នុងហ៎បាទនៅភូមិព្រែកដងបាទអធិស្ស្រ័យភូមិព្រែកដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទប្រិមត្តជនដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដល់រំធត់ខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តជនបាទសុខភាពអ្នកស្រុកបាទប្រិមត្តជនបាទហើយយើងឃើញកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាហើយយើងទៅសាកសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបន្តិចបាទនៅជុំវិញពាក់ព័ន្ធគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះដែលពុតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តជនបាទពុតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនបាទបាទបាទខោកណាត់ខោកណាត់លើហើយបាទគឺខ្ចាត់ពេញនឹងតែម្ដងប្រិមត្តជនមើលឡើងយល់ហើយបាទអូជួនអីនេះបាទប្រិមត្តជនជួយ share នៅព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយយើងធ្វើការសាកសួរបងប្អូនជាពលរដ្ឋបន្តិចបាទនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះបាទកាលលោបានដឹងថាហាកើតហេតុនៅវិលីមម៉ងប្រមាបងបងនៅអ្នកនៅចិត្តនឹងមានសមៀមសុំបងសុំសុភីមួយមើលខ្ញុំអត់ដឹងទៅមកមិនដែរម៉ែម៉ែឪខាងអសអូអញ្ចឹងបងនោះយើងអត់ទាន់អាចសម្ភារគាត់បានទេព្រះមន្តជនអាសាគាត់កំពុងតែរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាព្រះមន្តជនហើយនៅនេះគឺសិតតែជីសាច់ញាតិរបស់គាត់ណាព្រះមន្តជនយើងអត់ទាន់អាចធ្វើការសម្ភារបានទេព្រោះគាត់កំពុងតែរន្ធត់ចិត្តទទួលយកអត់ទាន់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងអធិស្ស្រ័យបាទអធិស្ស្រ័យមើលយើងសាកសួរណាបាទបាទសាច់ញាតិរបស់បាទយើងសាកសួរបងប្អូនរស់នៅជុំវិញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុមកកែលោគាត់ដឹងអំពីហេតុការណ៍នេះខ្លះខ្លះណាព្រមមតជនបាទយើងឃើញថាកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ110នៅភូមិត្រពាំងដងឃុំកំពង់ស្វាយភូមិព្រែកដងបាទឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបងបងជាពលរដ្ឋសុំសុភារតិចបានទេបងមានដឹងថាវេលាកាត់ហេតុហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោងប្រហែលទេបងខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរប្រហែលមកម៉ោង2ដល់ម៉ោង2ដល់លោកពូនទងជាម៉ោង2ពូនមានដឹងថាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះរថយន្តខាងលើនេះគួរបើកលឿនទេពូនបាទជាលឿនលឿនហ្មងហ្នឹងលឿនហ្មងបុករះព្រោះអីចេះឡាននោះបោះពួយពីនោះមកហើយដែលពួកខាងក្រមស្លាប់ស្លាប់ហ្នឹងវាជីជាក្រមជីប្រជាហ្មងបាទប្រជាជាមួយរថយន្តវិញចេះបាទអូមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរពូនអឺអ្នកស្លាប់មែនបាទចូល6 7នាក់អស់7នាក់អានឹងស្លាប់ហ្នឹងណាបើអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងវាដោះខ្លួនទៅបាត់បាត់ខ្លះទៅបាទបាទពួយសិលពូខ្ញុំចង់សួរចេះជនរងគ្រោះសរុបហ្នឹងគឺចំនួនប្រមាណអ្នកលោកពូជនរងគ្រោះទាំងអស់វា8នាក់8នាក់លោកពូបាទប្រុសទាំងអស់ពូណាប្រុសទាំងអស់ប្រុសទាំងអស់ចុះម៉ូតូចំនួនប្រមាណគ្រឿងលោកពូ3គ្រឿង3គ្រឿងឯង3គ្រឿងអញ្ចឹងឯង3 3បាទប្រភេទម៉ូតូត្រីមសងទាំងអស់លោកពូបាទបាទបាទខ្ញុំបានទៅឃើញបើលឺវិថាដែរណាបើមកដល់ឃើញឡានណែលហ្មងខ្ញុំមកដល់បាទមានអ្នកបើនិយាយរួមអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងបើអ្នកនៅរស់វាបានយកទៅពេទ្យឲ្យជុលពុំមានដឹងថាតកុងរថយន្តធុនត្រាហ្នឹងគាត់បរោះឬក៏ជានារីដែរលោកពូបរោះបរោះបាទចុះសមត្ថកិច្ចមានទៅធ្វើការគាត់បានឬក៏ទៅណាបាត់ហើយបុកភ្លាមតកុងឡានចុះដឹងទៅណាដែរខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរព្រោះយើងភ្លែតភ្លាមដល់ពួកហ្នឹងទៅដល់កំភុកដល់ឡានអត់មានឃើញមនុស្សសោះប៉ុន្តែដឹងថាតកុងរថយន្តគឺជាបរោះបរោះបរោះបាទអ្វីបើគាត់ថាជាប្រមាណលោកពូមើលទៅបាទអ្នកអ្នកបាក់បោអូខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរព្រោះអីបាទបាទបាទមកមកដល់ខ្ញុំឃើញហេតុផលអញ្ចឹងណាហេតុការអញ្ចឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមជនរងគ្រោះគាត់ជិះម៉ូតូជាក្រុមជាក្រុមប្រជាទើសជាមួយរថយន្តរថយន្តមកពីខាងនោះម៉ូតូមកពីខាងនោះបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថារថយន្តបងនិយាយរួមនៅស្រុកនេះគេថាយន្តជនរងគ្រោះហ្នឹងជិះប្រជាមកជិះប្រជាមកឡានវាចុះពីលើទៅបាទបាទខាងនោះខាងខាងលើខាងបងឯពូនោះមកពីបងវិញខាងជើងនោះខាងជើងវិញបាទបាទអានេះបងវិញបាទបាទអូខេនៅនេះគឺហៅភូមិស្រុកភូមិអីពូភូមិព្រៃដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបាទគុណច្រើនបាទបាទបាទប្រិមត្តជនបើតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋនិងលោកពូដែលគាត់នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលគាត់បានបញ្ជាក់ផងថាអ្នកបើកបររថយន្ត TUNDRA គឺជាបរោះហើយរថយន្តគឺគាត់មកពីជើងហើយចំណែកឯជនរងគ្រោះគឺមកពីត្បូងវិញបាទគឺជិះម៉ូតូជិះក្រុមណាប្រិមត្តជនហើយក៏មិនដឹងថាយ៉ាងណាទេដែលបើកបោក្នុងល្បឿនលឿនរថយន្ត TUNDRA ក៏បានបុករះក្រុម
บอลโอนไอจีมอโต้ไปเชียร์ตัวจมูกคือจมูกรถยนต์นั่งบันดาลออยสลับบ่าจมูนปรับปีเนี่ยได้ยินตัวปมแบบทอมหนึ่งเหมือนเนี่ยที่กำปองแต่ทุกการสังครูหายมอโต้คือจมีนจมูนใบเครื่องบ่าตามการไปเชียร์หายในคือจะสลับเลยมอโต้มาเครื่องหน้าประเภทมอโต้เตรียมซองสี่ชั้นปีปอนด์ดับผมบุ้นได้มีสลับเลยบ่ากันดาลมวยเอส5สปรมวยกายสปีบ่ากันดาลมวยเอสเอ5สปรมวยกายสปีบ่าหายยังเคยท่าสลับบ่าบ่าเปรียบมตุนสลับบ่ากระไลตรองนิดปีไอ้กระไลคางโนบ่ามวยบ่าไอ้กระไลคางโนมวยหนึ่งกระไลคางโนมวยคือจุงอ๊อดในตีตังกระไลกระทัดจุ่มนูนปรามเนี้ยหนึ่งในไอ้มาตีเป็ดคือจุ่มนูนปีเนี้ยที่บ่าคือสลับได้ยังตัวเป็นปอมีบัดทอมหายรุ่งบูบ่ามันเนี้ยคนกับปุ่งแต่ทัวการสังครุบันต้วนในไอ้มาตีเป็ดเปรียบมตุชนอันนี้คือปุ่งสมังมาโตบ่าได้จัดช่างไงมันเต้นบาปเปรมชนมาคือเรื่อยไปเป็นยังไงมาลองเปรมชนมาตามพบปมเมื่อทำอะไรอยู่ตัวบ้านคือมาโตจมูกใบกรึบาบาปเปรมชนหายกดของปงแต่ทุกการยมพอนะยมสาวบาสมัครเกิดกดปอดสายบาได้เปรมชนบาบาช่วยเสียปมมินิมเนี่ยมุ้ยบองปมเปรมชนบาหายยังจะสะสมบองใส่ขังเลื่อนติดบาปเปรมชนมาเจ้าใส่บองใส่โอนไอ้สมสูติบ้านนี่เอาโอนโปรดบองแต่บ้านสลัมผมมาเนี่ยได้บองบองจะประกาศบุยบองจะโดนบุยบุยกดในภูมิคมนาได้บองเหมือนเดิมบองไปสบายคงจะเตี้ยคงจะเตี้ยตาขางนกเว้นตาขางเชื่องเว้นบองเนาะลางเลอไปโอ้ลางเลอเว้นจังมันในถ้ากดสลับกันปีมีตั้งปีเนี่ยอันเต้ลำชันเลยตั้งมาได้คลายปอดไปเยอะจนรองครัวตั้งปีเนี่ยไม่ช่วยคลายได้ลูกเนี่ยบองใส่บอลจมจมูกเวนจมโอนจะโดนมุ้ยบอลบอลมุ้ยเด็ดจมูกมาคุ้มมาเลยบอลนะพอจีมาโตเตรียมซังได้แล้วกรมครูซาบอลโอนได้มาจุ่มที่นี่อ่อนนะบอลใส่จมจมูกจมติ้งติ้งบอลใส่ไอ้โป๊กสมสุดมาเปรียบมันตัวชนยังเคยท้าว่าบองใส่กับฟงแต่ยมคลางมันเต้นให้ยังก็บ่ามันอาไอสะสวยบานเฉินได้บ่าคือมันเนี้ยชุมวินหนึ่งมันเนี้ยชุมมาได้จีบโอนโปรบังการมันเนี้ยหนึ่งโอนบ่าโอนโปรบังการมันเนี้ยโอนจะโดนมวยมันเนี้ยบ่าได้กดในคุมเชื้อตีลบ่าสับกินสวายไข่กระดาษโดยคณีเปรียบมันตัวชนบ่าก็เชื่อรุ่นทศเหมือนเดิมไอ้นกือกรมกุศลมาเนี่ยที่บาปเป็นมุตชนบาได้กรมกุศลสอบนะเป็นมุตชนแล้วสมัครกันทุกการปลดสายกดปุ่งแต่ยมคลางเหมือนเดิมบาเนี่ยมีบาปเป็นมุตชนจัดเป็นนางแต่งเนี่ยมิ้งจะใส่โกนเนี่ยมิ้งช่วยได้โอ้มาเนี่ยมิ้งโกนเนี่ยมิ้งช่วยได้เนี่ยมิ้งน้ำมวยน้ำมวยมิ้งสอบนี่เลยจ้าเขาก็มิ้งไปประมาณชั่วน้ำเลยดับประมวยอ่ะนำดงนาได้มีจะมีนี่ในจุดเตี้ยแล้วเนี่ยในจุดเตี้ยสกินสวายได้จ้าไอ้กวดมีตั้งทักกวดทั่วดงนาจังปีนาตนาเนี่ยมีเนี่ยมีมัดนาจูนนาบองโปนี่มัดแผ่นนาตนาตัวอ้นมือบองดังได้ไอ้กวดในศักษาตัดสับให้เนี่ยมีจ้าในเห็นได้โอ้ตุ่มดับประมวยชั้นน้ำเจ้าเนี่ยมีเนาะกวดในศักษาตีโจรมเลยตกห้องเนี่ยมีบ้าบ้าบ้าเปรียบมตุชนบ้าคือเนี่ยมีในกรมกุศลสัญญาบ้ากอดอยู่กับชนเนี่ยเติบแต่วัยดับประมุ่ยชั้นน้ำนะเปรียบมตุชนบ้ากอดมีวัยเติบแต่ดับประมุ่ยชั้นน้ำตะบานสลับได้สาตะกรุษณะชนะจ่อได้รถยนต์ทุนตราได้บ้านบักโบขนมบื้อเลื่อนอายุตัวปมมาทำจมวิ่งติดตังกับหลายค่ายไปบอมอมชิบรถบ้านบกเรือมาโตมือกรมได้ทัวร์ดำนาเติบได้บาปิดตบมาเชิงหาจำนายอารยนคือทัวร์ดำน้ำปิดเชิงตบมาจากเทคนิคลงมาดาวจำนายการหัดบันบุกเรียกกรมโตผูกกอดจีจีกรมนะเป็นมุดชนเหมือนดาวออยสลับผมเปิลเนี่ยได้ยูตูปมาทำเนื้อตีตั้งกับลายการหัดจำนวนพรำเนี่ยหนึ่งเนื้อไอ้เหมือนตีเป็ดจำนวนปีเนี่ยหนึ่งระบบทุนมาเนี่ยก็คือถึงอ้อผมใบเนี่ยเป็นมุดชนบ่าสลับบ่ามีอายุมาไทยมุชนามบาปกอดคือจีจงเพื่อบาราตามกับฮาทารงกาบาโคนะบาเนี่ยมีโอนสุนทรติบานเนี่ยโคนเนี่ยมีชมวยเนี่ยมีโคนเนี่ยมีชมวยนั่นเนี่ยมีสิสละพันนัดวะพันนัดวะวะเด้งโคนเป็นใบมันชนะไม่นับมีมาไทยมุ้ยมาไทยมุ้ยเนี่ยมีเนาะมีใจจิตมาได้บ่จนน้องครูมีเนาะไม่ต้องทักกอดทูดังนาจันปนาตนาเนี่ยมีอย่าดังทักกอดคือต้องจันจันนาตนาเต้ตายลืมมันไงอีนังเกตเต้เปียกทับเทจังคือ
cho tên là mình nông công nào đấy mình nhầm nơi phê thamay nơi phê thamay khăn cho bàm phơi dương bà mình cho rôm lấy tao không đi bà về một chân bà cứ chung một vạt phản nất với mà phơi mũi chân nám bà hỏi này cầm cua sa mũi tiệt đấy về một chân bà dương nào thua ca ở xã xu cúng trái xoài cúng chật tiêu sau kiểm xoài hai cả đá chứ nè bà bà ở ngay có một là bòi đá bạc lan bá bạc lan còn bạc lan này kì bạc lan xin chân vua đặc sạch ấy kì ồ lan đặc sạch nhá bà bây giờ con mà nó con mau bị lại con đặc sạch được con mau bị thang nào vậy mà nó chỉ con mau bị lại càng như cùng mấy cái bàn cái bột luôn rẻ lần gần lần chắc hay con thỏ con mẹ dùng mà nó con thỏ đi bà em phải pi mà phải pi chứ nam con mẹ mua cái đá rô bún ly rùa bồn ly chẳng ai ngỏ ngay con miếng khổ xa được con nơi lưu đấy nơi lưu đấy nơi lưu đấy chẳng ngỏ ngay bon rùa nơi mỗi con nó không có bùn xa miếng bỏ màn đấy bon bỏ thèm nẹt thèm nẹt làm nẹt bon nè chẳng ngỏ ngay con ra ba lan rồi đôi khi miếng lưới tập cột cũng không khổ xa bà bà còn tại thoát mong càng như vậy dục chẳng vượt bài từ bài tập thật lại người chẳng nít chẳng con đa liền mình đang chỉ con ơi mau bị nà bóng mũi vụ mạ mũi ấy nhưng mà đằng này và chẳng băng mà tô mà khóng khnia quát nó coi chẳng mày đây ba sợ tập bơi là chết thang sợ tập phụ mạ tặng o sợ tập khnia quát và chẳng là cạn đây khổ nạn trả cho ta mặc lại chẳng cứ sợ tập khnia quát tặng o chẳng đấy bà và chẳng ban đây tha và hai kia xong cắt mũi bông quát đó chưa nông cốt hàng lớn miên môi đá bông rô bún lý bông rô bún lý với bọc con màn cho nam mà phải pi cho nam cho tiếp sắp nào bọc con nơi nào bên bông nơi phun bị xoay không nhiệt tiên sau kinh xoay bông ở quát phơ ca đấy bông thôn nhóm bạc lan rồi bạc lan bạc lan rồi ô tôi chỉ có một cái bọc bông tạm bờ cho mặn phai tăng lên là bông quát đăng người quát đăng người quát máu luôn quát nó nữa bờ nụ quát rồi bông mới đang tha ở cho nông cốt tặng pram nhẹ đại ban slap đấy cứ mật phẹt đừng khít được co chẳng mạch đây này mật phẹt bài mật phẹt mật phẹt bờ nhẹ thua cái ngồi trên yên đứng cho rôm lên cho con tôi bà ông quân vương ông bà bên một tổ bà cứ mua bún lý với mà phải pi chén nám đại quạt thôi chỉ nè bà bò dùng đặc đấy nè bên một tổ chun đại ban slap là không hạt can đấy hơi và tam ca bị chạy dương xa xua sạch nhiệt tiếng buôn cua xá bà này tha bong say khải đại nhom thua ca sầm phiền tập bong đúc quạt cứ bà quạt viên chân ông kro bà cứ bong ôn bà quạt nó cứ slap chấm luôn pin nè bà ôn pro bằng cát nè ôn chợ đôn môi mình nè hỏi không có xa này sắp chưa được bà mặt đòn là chúng nó tì tăng cả lãnh cắt hết bà về một tổ chân cứ hỏi nhưng mà toàn đang thà không có xa sạch nhiệt đại bộ dụ của chân pin nhẹ thì đại bàn sạp nơi ai một tí bên những không có xa đang hay là nơi ở cái dựa toàn đang thỏa khí bà cứ sạp nơi tì tăng cả lãnh cắt hết đòn thốt chúng luôn pram nhẹ đại sắp tại chỉ dụ của chân tiếng ó bà hỏi slap này một tiếp đây là những tour tham ăn mà cứ pin nhẹ tiết hay cầm bông từ thua cá chua sừng cua rong được bốn thôn nên cứ pin nhẹ phong mình nhẹ phong đài về một trường cứ từng ó cứ slap làm pin nhẹ hay nên rong được bốn cứ mình nhẹ phong đài nên không hạt cá cua thả trả cho đòi rồi chun bạc bò và chặt từ khi chìm mùi một tô hay một tô đài chun ông cua đài chỉ dụng chun tiếng làm bay nhẹ nên cứ quạt bàn chỉ bị chặt từ khi chìm mùi rồi chun hay quạt chỉ cầm và chẳng cứ bàn bục rẹp bên tầm hơn tam đó mình đã loại slap đây những tour phong tham ăn mà cứ chìm luôn ปรับปีเนี้ยนั่งรองรบบุตรคนเหมือนเนี้ยในไอ้มันตีเปิดเป็นมุตชนอันนี้คือจิตตุเพียบจงเว้นในตีตังกับหลายกระทัดกับปงจะมีกับเฉียบอาลหายสมัติใกล้กับบานยกสายมหมพอดพองได้นะเป็นมุตชนมาคือกวดสัตย์ชีพพวกมาหนึ่งคืนได้ยื่นตอนนั้นถ้ากวดกู้บ่มน้องเตือนนานุตีได้ยื่นสุเพียสัญญาจงรองครูคลาคือกวดหาจูนพวกมาบ่าเตยตีตังบ้านระบุคณิตใจดาเลงจังนะเป็นมุตชนหายก็บ้านจุกรุษชาจอพองได้บ่าช่วยเสียโปมีนี่ต้องออกเรียนบอมปงยุปชีรุนทศคลามเต้นมาโตจำนวนใบเครื่องได้ประเภทมาโตทริมซองได้ยังตัวโปมีนบ้านมาปีบอมปงชิบรวดได้ต้องรถยนต์บ้านรถก็จังปีติตังกับหลายขัดบัตรสมาร์บัตรซอตกแต่ซับจำนวนปรามเนี่ยในติตังกับหลายขัดหายกลุ่มกรุเปตหนึ่งรถยนต์สังครูมาชี้ยิ้มช่วยสังครูพองได้บ่าแต่ บ้านบ้านบ้องชีวิตแต่หายบ้านเป็นมุตชนคือจำนวนปีเนี้ยหนึ่งชูสังครูกับปงแต่บุตรทุนสังครูบรรทอนจำนวนเนี้ยในจำนวนจิตตังกับหลายขาดสลับสลับต่อปีเนี้ยคือเราบุตรทุนเนี้ยมาเป็นมุตชนมาอันนี้คือสตาร์ชิบอมไนท์มาดังทารุบุญปปนะกว่าท่าบอมโอยิมเจียปอร์มาทำบ้านมันคือลื่นพวกได้เป็นมุตชนมา
ลื่นคลั่งมาเต้นบ่าวๆประมิตรได้กระปงตามด้านทัศนะชูเสียดปอรมีนในมวยไทยเนี่ยได้บักบอรถยนต์ทนตราได้ชื่อรถยนต์มังกรบานรถเกิดคลุนเจงปีติตังกับหลายกระทัดบัดสมเอาแต่หายและนี่สมัติกัจจราจอพลกุกบ่ารถยนต์ทนตราได้ชื่อรถยนต์มังกรนุ่มมาเครื่องเทียบ บ่าตามการไปเจาะโดยบอมปอมชิบรถท่าจำนวนตะใบเครื่องเทียบบรรทายยังตะทัวร์กาเครื่องบ้านมันยังขังกราวรถยนต์คือมาเครื่องเทียบบรรทายก็ติดมือเลนยุ่นเลยเฮ้ยบ่าสมาร์ทโต้บอมปอมเปรมมดบ่าคือสัตย์ให้นักครัวนั่นคือขจับเป็นพลอยตัวแต่ดองนะเปรมมดยังได้กระปงตามนานตัวสนาให้มาโต้คือมือเลนยุ่นเลยเปรมมดจนหายซับกับมือเลนยุ่นเลยคือนี่บ่าคือติดบ่าให้กูขจับเป็นพลอยตัวแต่ดองตามพลอยร้อยดอกได้ในขนม ภูมิเปรตดงคมกับปงสวายสระกินสวายขัดกันได้บ่าอันนี้บ่าคือชีรถยนต์ทนตราบ่าได้เพื่อรถยนต์มังกรมินต์ตั้งขนายมินต์ไอเดอร์เลนุบ่าการรับจับติดบ่าน้องคือขนายบ่าขนายตันนะเป็นมอเตอร์ชนบ่าพูดชีรถยนต์ทนคลายมินต์ในขนมหัดกาครูธนาจราจรนี่บ่าจืบขยมบ่าคือเลือกตีมวยได้ทัวร์ปอมมินคือมินเนสลับดอยครูธนาจราจรคือชรานแบบนี้บ่าเป็นมอเตอร์ชนไทยมินต์ตั้งรถยนต์สังครูมอกปิดพนมเปิงพองในขาดพอง บรรทายจีอากาศซอลเชิญองค์ครูบานสลับจำนวนตรัมปีเนี่ยได้ยังตัวปมมาทอมหนึ่งรองบุตรทุนมันเนี่ยในสังครูไอมันตีเป็ดคือต้องออกผมใบเนี่ยได้สัตว์ตาจีบบัวระหนึ่งยุกจุนมาต้องออกมาคือขมิ้นขมิ้นมันเต้นมาตัวคลาดดับผมมวยมาคลาดดับผมใบคลาดดับเพย์มวยมาเพย์ปีมาเป็นมดจุนมาคือสัตว์ตาจีบปุ๊กมาในคืนนี้นะบอกคือบ้านตุกปงปิงรถยนต์ตัวแต่ไม่โดนมาพูดชื่อรถทุนคลาดมันเต้นให้ยืนส่งเจาะสระเล็กรถยนต์ เพจรถยนต์ทนตราปกครองในมณฑลทิศบ่าได้มีสระเล็กพนมเปิ้ลปีบีอัมสายสบายไปสับประมุ่ยแบบพนมเปิ้ลปีบีอัมสายสบายหนึ่งไปสับประมุ่ยได้ยืดตัวปมแบบทำมันมาคือบักบอได้บ่อหรอมันเนี่ยบ่ายยังตอนนั่งทานเนี่ยบักบอรถยนต์คือจีบักบอขนมสารเพียบแบบนะสว่างหรือก็อย่างนั้นหรือบอมอมจีบรถได้ก็อันเจาะจงวิจิตรกันหลายกระทัดคือ ตามพบปมมาทำมันม้อนะคือลื่นคลั่งเหมือนเต้นบักเรียมอเตอร์ยุบชนได้กวดจีดาคณีจมคณีนั่งมาคือบกเรียเตอร์ต่างออกแต่ตอนเป็นมอเตอร์ชนมาคือเฉียดเตอร์คณีบกปีมุกปิ้งตรงทางแต่ตอนไอ้มอเตอร์มาเครื่องเทียดได้ตึกยังมือแรงโยนมากันนั่นเนาะมาของรถยนต์มาคือจมรุ่นบุญเครื่องมาเป็นมอเตอร์ชนมาแต่มอเตอร์มาเครื่องในขังกราวรถยนต์อยู่ตอนนั่งทำมอเตอร์ประเภทมอเตอร์เตรียมซองหรือก้อยแต่มาซินได้บ้างมาซินเนาะว่า นแต่มาซินได้เป็นมอเตอร์ชนมามาโตกันเลยมาแต่มาซินดิบ่าชูเสียต้องอ้อขึ้นมาปนชูเสียต้องอ้อขึ้นมีตะการชูเสียเต้ดำใบทุกการสไวเราสัญญิบ่าดังดาวสัญญิบพองผัวท่าซับยูโรครูปีเนี่ยที่กันในมันติเปิดยังตอนนั้นทัศนีบอกก่อนบันดังให้เรนเนอร์บรรทายจะสไลน์ในติดตามกันหลายกระทัดคือสัญญิบอกก่อนในซับแต่งพรำเนี่ยได้ชีอายุประชุมแต่งพรำนั่นคือบานมาดอนในจุดมันติดตามกันหลายกระทัดกับพงแต่มีการยมเศร้าคลายมันเต้นให้กับสมัชชีสไลน์ดับองโอเยอะ ฟังได้ยังมันอายสะซวยบานเฉินตีได้สะกดกับปงแต่การตกในกับบัดบองในสมาชิกครูซาได้จูบกันในครูถนัดจราจรทรวบตายมือมกโกนบ่ามือมกบองโอนบ่าพลิมพลิมจังคือตัวยอดบานในเปรมมุตุจุนบ่ายุลอารมณ์ลุยนี่บ่าคือมาได้ปกสลายโกนบ่าสมบัยแต่สมอยปิดตัวสมอยวีเลือมันบานพ้องบ่าหอยมาจูบหัดการดอกรมทดแบบนี้บ่าคือปุจิรมทดคลามเต้นหนึ่งปุจิชื่อจับมันเต้นบ่าเปรมมุตุจุน บ่าเฮ้ยคืนท่าสัตว์คู่จิตเป็นพลอยตัวแต่ต้องใบมาโต้คือตีเป็นพลอยคือมาโต้ในมือดีมือดัดสละเลยพองบ่าติดตีอ้อยมือเลยย้อนเลยเป็นมือตัวจนบ่าบ่าเป็นมือตัวจนเหมือนดังทาละบืนปปนาบ่าบ่าบอนี่บ่ามันดังทาละบืนปปนากว่าทาพบปมมาทำในยุคตัวบานปีบอมโปรได้ในจุ่มวิ่งติดตามกันหลายกระทะนี้เฮ้ยก็มีการรถกิจครุ่นปัดสมเอาในตะกงรถยนต์ทนตราบ่าโอ้แต่ขอลื้อสไลด์มาโต้งงจังงูลางจังเลยลื้อปัดหลังจังงูจังงูลางใหญ่เต้าใหญ่เต้า
บ้านนั้นนั้นนี่เคยใช่ป่ะบ้านนั่งไงท่าบ้านมาเป็นปิ้งจ้าเป็นปิ้งจังไงน้องมาเป็นน้องวิ่งให้เลือกไหนของร้านนั่งยุ่งไปแต่ห้องนั่งหนาใครไปหนาใครว่าให้ตั้งใจยุ่งแล้วน้องเด็ดมันนึกยุ่งไปแต่ห้องเป็นร้านนั่งมาขนมร้านไปให้ชิมไม่เหมือนเดิมเหรอเชิญเนี่ยมาเตยเต้ดังลมอยู่ไปเนี่ยร้านนั่งดังไม่ยุ่งมาดังหน้านั่งบ้าอ๋อเฮียนเตยเฮียนเตยเอา
អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទនេះគឺទួព័ត៌មានទទួលបានព័ត៌មានបឋមបាទអញ្ចឹងបាទចាក់ដៃទៅបាទអំឡុងពេលជាអញ្ចឹងមកបងណាបាទបាទអ៊ំស្រីសុំបន្តិចអ៊ំពេលដែលកើតហេតុហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំមានតែមានតែអ៊ំទេអ៊ំទេលឺតែអ៊ំចាញ់មកវារងផ្ទះមកលឺតែផាំងមកលឺមកចាញ់ឯដោះកណៃងាប់អញ្ចឹងហ៎ តែមួយនេះគាត់នៅក្នុងនេះខ្ញុំអោចចាញ់មកនេះអ៊ំស្រីជាស្រីមើលនៅក្នុងរយន្តគឺមានគ្នាច្រើនអ្នកទេនៅក្នុងរយន្តធំត្រានទេដានហ្នឹងម៉ាក់អ្នកដូចខ្ញុំតហឹងនៅហ្នឹងដឹងពីវាយឡានហ្នឹងមិនអាចខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅចុះមុនពេលកើតហេតុអ៊ំស្រីអាចជួយព្យាបាលទេថាម៉ូតូអ៊ំស្រីដែលបានព្យាបាលមិនថាមានការជិះទៅមកទៅទេអូនអ្នកក្នុងផ្ទះអាចកូនចៅចាញ់យើលឺងងចុះងងាងបណ្ដឹងគ្នាប៉ណ្ណឹងវាយគ
khỏi cuốn lại cho ra cho rồi chôn lại nó hơi cho miên nè xây nó mà dùng lại nó kia là mình lên dùng pin đằng lan đó đang để đá vậy thì con lan nó đăng hay đưa mua bọn phaôn và phun rồi con lan nó đăng dương đằng này ốt đó dương lên đấy chà quay dương vậy phải kho chưa ấy ốt đó ba này mình lừa vô mày tao hơn nó đông nhom nơi một tiền nhom hiền đi hiền tử gì mình xong cắt mũi ở bởi lia cà hát này phải chỉ mong của mái này là mình ê bữa con chạy nhau về mau vì họ tốc thơm hấu tham ao màn đọc phải không mà màn đọc dục á màn đọc mùi dục cha lời mong cho chọn tìm mau ngay chọn tìm mau ngay màu màn đọc ấy màu nó ngắt chân một cái tâm trâu bạn này tham môn pê cà hát lưu ở sầm lên thật một tốt đánh kia tao mau chân thầy chú cho chú lăng bị dục phải không bị dục phải bạn hay tạc mấy xíu đang lừa chú cho chú lăng đang hưởng ấy nhưng đang đi bạn này mình dựa hiện tranh khai lôi viên của phương với ấy bà ham tại nơi khổng tia ha bà khai lôi việc bánh với thử dương thử ấy chẳng á bà ở hiện tranh nhé cha mình hả lớp mui ở khu trong khối là mình nè bà hả primo tô chốn bà đã tam ca và triệu phi mình hàng lứa đại dương thua ca sầm phía nâng môn p ca hai nâng cứ miên sầm thực mà tô bà cứ đánh kia tơ mau vận tay giờ toàn đang tha chỉ một tô bỏ cho nó cứ rồi coi giờ nào thì bàn mùi sủng tu cai mau phải chịu vì liêm mau đập mùi chiến và ngày thì đập bóng bay và mà sao mình và còn miền đội dân thôn tra bàn bạc mau bàn bộc ra coi bị bộc ra năng giờ toàn đang tha nơi không đội dân thôn tra miền phần màn tê qua tha giờ tu bàn phòng gặp thăm cứ chịu bỏ ra hôm nay miền ca dùng ở tờ hưng pin không đội dân bàn mùi sủng tu cai mau của bàn bắt sủng lấy nên hay của bàn bắt từng công đội dân bắt từng nhẹ dùng phần này nơi tại sập cho nó cứ chìm luôn pram nhẹ nâng nẹ ở râu rộng bùa thuốc nâng chìm nụn bay nẹ bằng tay đài dọc tơ sông cừu bằng tuôn nâng cơ rồi dọc tơ một tí bất cứ sạp chìm nụn bì nẹ tiết chẳng nâng không hạt cá nâng cứ sạp tầng o cư chìm nụn bàm bì nẹ sát tay chịu dụng của chôn tầng o bình một tổ chôn hồi mà nẹ tiết cứ râu rộng bùa thuốc nâng bàm cùng phương tay sông cừu nâng ai một tí bất phong đài bà đài một tô mình chìm nụn bùn cướng một tô bay ở pi cương đại sạt lệ bàn là một tô một cương thiết cứ miết sạt lệ hay một tô một cương thiết nút cứ là hàng cao một đội quân ở thôn tra tô tam đông cứ mưa lên vô lên bên một đội quân ấy cả đội này đa cứ là ta mà đòi play ở một đội đập bà phum phèng đô bà ở phum phèng đô chia sẻ phum phèng đô không cùng phung sway sắp kiến sway khai cảnh đà bà đại miền cả đội này đòn thốt đại đội quân thôn tra bốc ra và một tô ở dụ của quân và chúng nó buôn cương mà đã sập chúng nó làm pin nè đại dương tua pon mà thấm chúng mình thì tăng lại cái hát nó rồi buôn thôn mình nè ở một pk hát nó cứ một tô nó rồi dân nó mà tam ca bị chia bị bom ôm chia bỏ rót rồi nó chúng mình thì tăng lại cái hát cứ quạt thua cặp bạc bò mình chia tơ khnhi chúng mua được dân hai được dân mau nó không là bươn lương hai dương có toàn đang than bạc bò được dân nó cứ quạt bạc bò không sàn phía bạc na ban đại ban bốc ra một tô bản đào ở miền nam sập tràn chẳng đi ở bên một chân bạn ấy cứ cả đàn anh ấy không nông ở tận đây sọc kim xoay khai cẩn đà bà sọc kim xoay khai cẩn đà là tam đại phật một loại đọc bà put chưa được thốt mệt tên bà không có xa sập bà này chưa nông cua bỏ ra ở tiếng pin nhẹ chia sẻ bà không có xa sập ở tiếng pram nhẹ bà nằm đo nơi chúng nó chỉ tăng cái lại cả hai đấy là lại tại pin nhẹ thiết nhưng toàn đang thạc quật đang đồng năng đi hai đường nơi và nơi lại thì và hỏi sập chẳng pram nữa nên cứ quạt luôn nơi phun không khóc khóc khní ấy và tam ca bờ chia đại dương tu po miền ban nó cứ sơn tài chín nhẹ rọc an phụ mạng khní ấy dương quạt đang thắc cổ nó mà quạt nó cứ tần nào nó đái và vẫn đà ở chụp cụt hạ chia cho ban đó rồng thốt ban slap và chấm luôn pram pi nhẹ nâng rồi được bút khuôn mình nhẹ đại sơn tài chín bờ ra cứ từng o cứ vùng bay nhẹ và slap pram pi cứ được bút khuôn mùi và
យើងឃើញហេតុការណ៍នេះពិតជារំធត់ខ្លាំងមែនទែននៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុអរគុណច្រើនព្រះមន្តជនហើយខ្ញុំបាទធីរួមជាមួយក្រុមការងារសូមបញ្ចប់នៅការផ្សាយតប៉ុណ្ណេះបាទរាល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតចូលក្នុងគេហទំព័រសារព័ត៌មាន user ផងដែរគណៈពេលដែរខ្ញុំបាទធីរួមជាមួយក្រុមការងារនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន user ធ្វើសេចក្តីការពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា